xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch và ẩm thực trên kênh VTV4. Khi mà nhắc đến dừa thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến tỉnh thành nào ạ? Không nơi nào khác, đó chính là Bến Tre, thủ phủ của dừa thưa quý vị. Bởi vì nhìn đâu chúng ta cũng toàn thấy là dừa. Kẹo dừa, dừa nước, chợ nổi dừa, tép rang dừa. Và điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá xứ dừa ngày hôm nay, Mỹ Phương sẽ đưa quý vị đến với một nơi rất nổi tiếng về kẹo dừa, đó chính là làng Nhân Thạnh. Hãy cùng đi với Mỹ Phương nha! Nhưng mà làm sao mình biết trái nào là vừa đúng chuẩn để như mình là ăn? Mình ở vườn nông thôn mình quen rồi, mình nhìn dừa mình biết dừa nào khô dừa nào không khô, dừa nào đẹp không đẹp biết rồi, mình cầm tới dừa lên nè, lắc nước như vậy là nó dày cơm à, còn mà lắc là sột sạc là nó đã mỏng cơm, nó bị tăng ăn nữa. Em nghe có cái tiếng nước sột sạc à, tiếng nước vậy là dừa này dày cơm đó. Dạ ừ. là ngon đúng không? Đúng rồi. Rồi mà nghe nó sột sạc đấy là nó mỏng lét cơm mà với nó bị tăng ăn nữa. À, cứ mình nhìn biết chứ mình lắc là mình biết rồi. Dạ rồi, xong khi mình lột kìa nè. Đó, mình lột. Ừ, mình lột ra. Ồ. Ừ. Trời ơi chị ơi, cái này nó có khó không? Cái này không. Rồi mình làm nghề quen rồi nó không có khó với mình. Dạ. Còn mấy đứa không mấy thấy khó lắm á. Cái này chị làm bao lâu rồi chị? Biết hồi nào, hồi đó lột dừa ở nhà lột ăn riết rồi quen luôn. Quen luôn hả? Ừ. Ồ, là mình lột nguyên cái trái như vậy. Chị ví dụ như trái này thì sao? Trái này là đã làm được chưa? Được rồi, này là chất lượng đúng mức làm kẹo nè. Dạ. Đúng vô thấy làm kẹo là làm dừa này. Trái này thì mình để mấy hôm rồi nó đã cũ hết rồi. Ừ. Như trái này là vừa. Ừ. Vừa đẹp. Vừa nè. Ừ. Nè, thấy không? Wow. Đẹp ghê không? Quý vị thấy không? Chị làm rất là nhanh tay luôn á mọi người. Nhưng mà Mỹ Phương nghĩ cái công đoạn này rất là khó nha. Ừ. Tại vì phải sức khỏe và phải có cái sự khéo léo nữa. Với cái cây này là cây đồ cổ nên nó không được bén nên lột nó không được ngon. Dạ. Cây này em nghĩ là tuổi thọ nó cũng lâu đời lắm rồi đó. Hồi khai thiên lập địa tới giờ. Ồ. Khai thiên lập địa luôn á hả? Nó vậy nè. Nó bị nó lão quá theo chứ này, nếu mà cái này nó bự nó bén nha. Dạ, là nên nhanh nữa. Nhanh nữa, đẹp nữa. Rồi bây giờ sau khi mình đã lột như vậy rồi mình làm gì nữa tiếp nữa chị? Đó. Đập một nhát thôi. Một nhát thôi. Là mình cứ sơn như vậy trong quá trình mà lửa nó nóng. Ừ, nó nóng là nó mới 45 phút rồi nó mới khô đặc lên mình mới ra đó, mình mới ra khuôn. Ủa chị, cái mạch nha này là mình làm như thế nào chị? Nha này người ta làm từ nếp á, làm nhựa của nếp á. Rất là dẻo, ngọt. Ồ đúng, nó rất là dẻo nha. Trong cước luôn thấy không? Mà nó trong, rất là trong nha mọi người. Nó rất là trong. Cái này là hồi nãy chị nói là từ nhựa nếp hả? Nếp.
Không hề ngọt gắt, rất là thanh. Và cái này nó sẽ giúp cho cái kẹo mình nó có độ sánh và đặc. Nó có độ ngọt, sánh và ngọt. Dạ. Nhưng mà kẹo mình có dằn xíu đường thôi chứ không cần đường. Nếu mà không cần đường cũng kẹo cũng ngon đó. Dạ, em thấy tỷ lệ của mình là 20% mạch nha và chỉ có 10% đường thôi. Như vậy chủ yếu là cái độ ngọt của mình trong đó đã có ngọt rồi đó. Từ mạch nha là chủ yếu. Rồi bây giờ mình cứ sơn. Sơn 45 phút đó. Sơn 45 phút. Kẹo dừa là một loại kẹo được chế biến từ nguyên liệu chính là cơm dừa và đường mạch nha. Đây là loại kẹo đặc sản và là một nghề thủ công truyền thống mang đậm văn hóa xứ sở Bến Tre. Theo các tư liệu sưu tầm được, thì kẹo dừa Bến Tre có nguồn gốc từ huyện Mỏ Cày do nghệ nhân ở Mỏ Cày sáng tạo nên. Sau đó, bà thay đổi mới cách chế biến và thành lập cơ sở sản xuất đầu tiên ở thị xã Bến Tre và từ đó tạo ra tên kẹo dừa Bến Tre. Xong rồi này chị, một cái nguyên kẹo dừa. Cảm ơn chị Hà ngày hôm nay rất là nhiều đã hướng dẫn cho tụi em những công đoạn làm kẹo dừa như thế nào. Và em tin chắc rằng là cái món kẹo dừa của mình sẽ rất là nhiều thực khách yêu thích. Tại vì những cái thành phần của nó hoàn toàn là từ tự nhiên đúng không chị? Không có pha chế bất cứ một cái phụ gia nào hết. Em ngồi đây mà em cảm nhận được cái mùi hương rất là thơm của kẹo dừa luôn á. Cảm ơn chị rất là nhiều nha, chúc chị sức khỏe và sẽ có thêm nhiều hương vị kẹo dừa nữa để mà đáp ứng đa dạng nhu cầu của thực khách khi đến với nơi này của chúng ta. Ta. Thưa quý vị, trên tay Mỹ Phương đã là một viên kẹo dừa đã được gói hoàn chỉnh rồi và đây là vị đậu phộng. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có vị nguyên chất nè, dừa nè, cacao nè, cà phê nè và gừng nữa. Và Mỹ Phương tin chắc rằng nếu như quý vị đến đây và được trải nghiệm làm kẹo dừa và dùng những cái món kẹo dừa mà mình đã làm ra để dành tặng cho gia đình của mình sẽ là một món quà rất ý nghĩa và thú vị đó. Và dừa nước chính là món ăn tiếp theo mà Mỹ Phương muốn giới thiệu đến với tất cả quý vị. Mọi người có thể thấy là những buồn dừa đang nằm la la ở trên mặt nước như thế này. Bây giờ thì Mỹ Phương sẽ nhờ chị Yến tấp qua để mình tìm một buồn dừa thật là ngon để thưởng thức ngay bây giờ nha. Chị, em thấy bên này quá chừng buồn nè. Mà làm sao mình biết được là buồn nào đã chín để mình hái được hả chị? Mình phải thử. Có hoài nó ăn cứng, có hoài nó ăn mềm, mình tùy theo mình thử. Nếu mà vừa ăn thì mình đốn. Dạ. Rồi nhìn bên ngoài thử mình... một hoài cái. Mà nhìn bên ngoài mình có biết không chị? Mình nhìn bên ngoài thì một cái màu nào nó sậm á, sậm quá thì nó già. Còn nếu mà nó không sậm thì nó non. Mà dạ, cái màu nó phải vừa vừa. Nếu như mình đốn thường xuyên, mình chuyên nghiệp á thì mình nhìn mình biết, mình khỏi cần thử. Dạ. Chị, một cái buồn như thế này nó nặng cỡ bao nhiêu ký ta? Nặng cả chục ký luôn á. Như cái này là vừa chín thôi đúng không? Vừa ăn được. Ồ, mập luôn. Cảm ơn chị. Thơm quá chị ơi. Rất là thơm luôn á. Và rất là thơm nha mọi người. Bây giờ Mỹ Phương sẽ thưởng thức nha. Nó ngọt đúng rồi và nó giòn giòn.
nó giòn giòn. Dạ. Và cái vỏ cái cơm nó không có bị cứng quá. Em nghĩ là mình đã chọn được cái trái dừa nó vừa chín tới. Dừa ăn lắm. Dạ. Nó không có bị quá cứng. Như vậy mình đốn mình ăn liền nó ngọt ngon lắm. Mà qua mấy ngày sau thì nó hơi lạc. Còn mình ăn đúng, mình ăn trực tiếp vậy là rất tuyệt vời. Ôi, đấy, quý vị thấy không? Như vậy là một trong những trải nghiệm nữa mà chắc chắn chúng ta phải đến. Đó chính là việc treo xuồng và chặt dừa nước ăn ngay trên xuồng luôn, đúng không chị? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Những cái buồng dừa nước như này là tự mình trồng hay là nó tự phát triển hả chị? Cái này mấy lần đầu thì mình trồng rồi cái nó rụng trái xuống rồi tự mọc lên nữa. Nên riết thì nó nhiều. Dạ. Rồi ở đây ai cứ như là ai muốn hái là hái thôi, không có Ai muốn hái là hái, mình trồng để giữ đất thôi. Còn ai muốn chặt trái thì cứ việc chặt ăn tự nhiên. Là thường một cái buồng như thế này là mình trồng rồi bao nhiêu lâu là mình sẽ thu hoạch được hả chị? Nếu như mà nó có trái tới mình thu hoạch phải chừng 6 tháng. 6 tháng. Nó mới già được mình ăn. Dạ. Xong rồi là tiếp tục là nó sẽ tự mọc tiếp luôn. À, cái hoài nào mình không ăn mình nó qua lứa rồi nó già rồi cái nó tự rụng xuống nó mọc lại nữa. Dạ. Nhưng mà ở đây mọi người dân ở đây mình có sống bằng nghề thu hoạch dừa nước không chị? Không. Cái dừa này mình để trồng để giữ đất nó đừng sạt lở xuống sông. Xuống rạch thôi, còn dừa nước trái là người ta làm nhiều món lắm nhưng mà mình ở vườn mình ăn hoài với kìa nó nhiều không có. Rồi cái ghe buôn nó bán, nó đi đốn rồi nó lên Sài Gòn á, nó bán. Mình dừa nước mình nạo ra mình chế sữa nè, mình bỏ đá vô nè, lò mình vậy. Ăn tuyệt vời. Rồi mà đặc biệt là mùa hè nữa mà có một ly dừa nước rồi dầm đá là rất là ngon luôn. Ôi, ai chị Yến vừa mới chặt thêm một trái dừa nước nữa mọi người. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, tôi ăn liền. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã đưa tụi em đi tham quan một vòng và đặc biệt là có món dừa nước tại vườn luôn, tươi rói rói, đặc biệt thơm ngon, mời bạn ăn nha. Rồi, hẹn gặp lại. Dạ. Quý vị thân mến, dừa nước tuy là một món ăn dân dã nhưng lại có sức hút rất lạ. Mỹ Phương rất là thích cái sự giòn, là thơm và mát của dừa nước, ăn hoài không ngán luôn á quý vị. À, có một điểm đến nữa mà chắc chắn là quý vị cũng sẽ rất thích, đó chính là sông Thơm, hoặc còn gọi là chợ nổi dừa sông Thơm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến và khám phá địa điểm đó nha. Thơm có nghĩa là lớn, sông Thơm nghĩa là sông lớn. Có một số người thì đọc chạy sông Thơm thành sông Thơm. Sông Thơm có chiều dài khoảng 15 km, được hình thành từ năm 1905. Đây là dòng sông nối giữa hai sông, đó là sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên. Và đây cũng là đường thủy ngắn nhất để đi từ Bến Tre đến với Trà Vinh. Và quý vị có thể thấy hai bên dòng sông là những cơ sở sản xuất dừa rất là lớn. Thì Mỹ Phương cũng tìm được rồi nè quý vị ơi. Sau một vòng khám phá làng chỉ sơ dừa An Thạnh thì Mỹ Phương phát hiện ra ở đây có rất là nhiều mọng dừa. Và mình đã xin được hai cái mọng dừa ở đây. Một cái thì nhỏ và một cái thì có to hơn. Bây giờ thì Mỹ Phương sẽ ăn thử xem thử vị nó có khác nhau không nha. Ồ, có vẻ là nó hơi cứng. Nên là chắc là mình phải dùng lực một chút. Mình vặn nó
để mà mình lấy nó ra. Đây, đây là một cái mọng dừa hoàn chỉnh rồi mọi người. Rồi, bây giờ Mỹ Phương sẽ ăn thử nha. Cái vị rất là lạ, nó có vị sốt. Đây mọi người có thể thấy là nó có cái sự sốt nhẹ và nó hơi có vị ngọt nhẹ của nước dừa. Ăn khá là thơm và cái vị rất là lạ nhá. Và có cái mùi thơm của cơm dừa á mọi người. Ngon hơn nha. Cái như Mỹ Phương thấy là cái mọng dừa nhỏ nó lại ngon hơn cái mọng dừa to. Nó ngọt hơn và thơm hơn, béo hơn luôn đó mọi người. Ngon hơn. Mà Mỹ Phương thấy là đối với một trái dừa chúng ta không bỏ phần nào hết á. Vỏ dừa thì dùng để làm củi đốt nè. Còn gáo dừa thì dùng để làm than. Sơ dừa thì dùng để đan lát. Còn mọng dừa thì có thể ăn được. Còn cơm dừa, bên kia Mỹ Phương thấy các chị đang thái kìa. Có lẽ là dùng để làm mứt. Bây giờ mình thử qua xem như thế nào nha. Những miếng cơm dừa được gọt lớp vỏ đen, chưa lại mỗi phần trắng ngần, mịn màng, bắt mắt. Việc gọt dừa tuy nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi tỉ mỉ và nhanh nhẹn. Những đôi tay thoăn thoắt đưa chiếc dao gọt đến đâu là lớp vỏ đen rơi xuống đến đấy. Cơm dừa sẽ được đi rửa sạch và chuyển đến cơ sở chế biến. Nào là mứt dừa, bánh tét hay sữa dừa. Sau một ngày trải nghiệm thủ phủ dừa thì cuối ngày chúng ta sẽ nạp năng lượng với các món ăn đào từ dừa nữa đây. Cả nhà đừng chuyển kênh nhé, Mỹ Phương sẽ quay trở lại ngay. Đến với Bến Tre thì chắc chắn chúng ta phải thưởng thức những món ăn được làm từ dừa. Và ngày hôm nay anh Bằng đến từ khu du lịch Phát Đạt sẽ chiêu đãi Mỹ Phương hai món ăn. Đó chính là bánh xèo và tép ra. Ăn bánh xèo là mình bóc tay ăn mới ngon đúng không? Đúng rồi, bánh xèo ăn bóc tay kèm cuốn với rau, lá dạ. cách, đặc sản với Bến Tre. Nó mới hấp dẫn và nó ngon. Em mời em. Dạ rồi, em cảm ơn anh Bằng. À, bây giờ em xin phép nha, em sẽ... Đây là rau đây mà ở đây mình trồng luôn anh hả? Lá cách này ngoài vườn trồng luôn em. Ở đây là không có mua, dạ. Rau là trồng nhà không. Dạ, nên là rất là đảm bảo tươi, là ngon và không có bị thuốc trừ sâu. Rau thì rất là tươi, mà em ăn cái vỏ bánh xèo em thấy nó cứ hơi bị béo nhẹ. Béo là của nước cốt dừa em. À, rất là thơm. Còn cái màu vàng này là mình làm như thế nào mà có được cái màu vàng này? Cái màu vàng này là màu vàng của nghệ. Dạ.
để cho tạo lên cái màu cho nó đẹp. Anh, em thấy nhân hình như là mình có nấm anh hả? Đúng rồi em, cái này là nấm. Ở đây người ta gọi là nấm mối. À. Đặc sản của Bến Tre. Dạ. Nó chỉ được mọc vào một năm có một lần thôi, là vào mùng 5 tháng 5 âm lịch. Rất là đặc biệt ha. Đúng rồi. Ôi, như vậy là em phải thử ngay mới được, để xem thử cái vị nấm mối khi mà mình kết hợp với bánh xèo nó sẽ ra sao. Nó vừa ngọt và nó thơm, cái hương vị nó khác lắm. Dạ. Tại vì thường á, em ăn bánh xèo thì không có nhân nấm mối mà chỉ có tép, tép hoặc là thịt. Dạ, đúng rồi. Với củ sắn. Còn này là nấu gà là vì Bến Tre là đặc sản, nó có thêm là nấm mối. Nó tạo lên một cái hương vị rất là thơm cho bánh xèo. Nó có độ ngọt, dạ, và thơm. Em thấy cái nấm mối á, nó giòn giòn sực sực và rất là ngọt. Kết hợp với bánh xèo em này thấy rất là ngon nha. Bên cạnh đó là tép, tép cũng giòn nè và thịt béo, rất là ngon. Cái nấm mối này là mình đặc trưng khu vực này mới có thôi đúng không anh? Nói chung là Bến Tre nó riêng biệt. À. Tại vì Bến Tre nó mới có nấm mối. Rồi, bây giờ em thấy bên này mình có món... Món này món tép rang em. Tép rang. Nhưng mà cái phần áo bên ngoài là mình cái sốt anh hả? Phần áo bên ngoài là cái nước cốt dừa. Nước cốt dừa anh dắt từ cái trái dừa. Dạ. Lấy cái nước cốt nó mới là rang với tép. Nó hòa quyện vô, nó mới sạch sạch dính con tép lại. Để anh gấp cho em dùng thử. Dạ, em cảm ơn anh. Anh em mình thử món này đi. Tép rang nước dừa. Dạ, rồi. Mang cái cảm nhận nó béo không? Vừa béo nè, và nó có cái vị ngọt nhẹ. Đúng không anh? Đúng nó có vị ngọt nhẹ của nước dừa nữa. Anh có pha một miếng nước dừa vô để dắt ra cái nước cốt. Nó vừa tạo cái độ ngọt và nó béo. Dạ, cảm ơn anh Bằng ngày hôm nay đã chiêu đãi em hai món rất là ngon. Bánh xèo nấm mối và tép rang nước dừa. Cảm ơn anh đã chia sẻ và cũng như là có những cái thông tin rất là hữu ích về những cái món ăn đặc trưng của mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình Du lịch và ẩm thực cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng kỳ sau. Còn bây giờ thì Mỹ Phương và anh Bằng phải tiếp tục thưởng thức thôi, bởi vì quá ngon rồi quý vị. Dạ, em mời anh.